Coi nè cô chú anh chị và các em, ba chậu cà chua của Út trồng ở trong chậu nè, hôm nay trái quá chừng luôn. Hello cô chú anh chị và các em, hôm nay Út ra vườn chia sẻ cái cách mà trồng cà chua trong chậu, cũng như là cách chăm sóc bón phân bón đất để giúp cho cây cà chua của mình nó tốt, khỏe mạnh và cho ra nhiều bông trái nha. Cách trồng này thì rất là đơn giản, không có gì khó, ai trồng cũng thành công hết, đặc biệt là cho những em mới bắt đầu làm vườn nè. Trước khi chia sẻ cách trồng cà chua trong chậu thì Út chia sẻ sơ về những cái loại phân mà Út áp dụng trồng cho cây cà chua trong chậu hôm nay. Đó là bone meal, giúp cho rễ phát triển tốt. Và đây là blood meal, giúp cho lá cây phát triển nhanh. Còn đây là Epsom salt, giúp cho cây hấp thụ chất dinh dưỡng và lá được xanh tốt hơn. Còn đây là earthworm casting, là phân trùng quế đó. Ở bên trong đất này thì có những cái trứng trùng sản sinh ra những cái con trùng có lợi cho đất của mình. Còn kế bên đây là phân hữu cơ Cordington, Út hay dùng bón cho cà chua nè. Thì bone meal, blood meal, Epsom salt và Cordington này Út mua ở Home Depot hoặc là Lowe's cũng có luôn. Rồi earthworm casting thì Út mua ở Costco, nhưng mà mình có thể tìm mua ở Home Depot và Lowe's cũng có, nhưng mà Út mua ở Costco vì hôm bữa giảm giá. Thì đất để mình trồng cà chua trong chậu đó là đất Organic Choice Moisture Control Potting Mix, Út mua từ Costco đó cô chú anh chị và các em. Ngoài ra Út cũng có dùng thêm Perlite để giúp cho điều chỉnh lượng cân bằng của đất tốt hơn. Rồi bây giờ Út sẽ chia sẻ cái cách trồng cà chua trong chậu nha, cũng như là cái cách mà chăm sóc bón phân để giúp cho cà chua của mình sai trái nha. Chậu trồng cà chua thì phải thoát nước được. Út cho đất vào đây, rồi Út sẽ cho khoảng một tô perlite, hay còn gọi là trân trâu, mua ở Home Depot hoặc Amazon đều có. Sau đó Út cho khoảng một nắm tay bone meal, một nắm tay blood meal, và Út cũng trộn vào đây hai nắm tay phân trùng quế. Sau đó mình trộn tất cả các hỗn hợp này cho đều. Và đất thì mình cũng lấy tay mình bóp cho nó mịn ra. Cây cà chua này của Út á, rễ nó mọc đầy ra, ăn hết đất rồi, cho nên Út dùng cái tay mình mở mở nới lỏng cái rễ nó ra để cho nó tiếp xúc với lại đất mới được dễ dàng hơn. Và ở dưới gốc cà chua có mấy cái lá già nó chạm đất rồi thì Út cũng cắt bỏ luôn.
Cây cà chua của Út là dạng lùn, nhỏ, cho nên Út trồng cái chậu cũng không có lớn lắm. Và Út đổ vào đây hơn nửa chậu đất thôi chứ không có đổ đầy, vì mai mốt mình sẽ bón thêm đất và phân cho cây cà chua của mình nữa. Trồng cà chua hay bón phân, bón đất thì mình nên bón vào chiều mát và tưới nước đầy đủ mỗi ngày, vì cà chua rất là thích nước và nắng nhiều. Cây cà trong chậu nè, sau khi trồng xong thì Út để ngoài nắng, nhưng mà nắng nhẹ nhẹ thôi. Hôm nay trời mát, không nóng lắm cũng không lạnh lắm, thời tiết khoảng 60 độ F. Cây cà vẫn tốt nè, không có héo ha. Khi mình trồng xong thì mình cũng ra mình thăm chừng cây cà, nếu mà thấy nó héo héo thì mình che nó lại hoặc nó đem nó vô trong mái che nha. Sau vài tuần lễ thì cà chua của mình phát triển rất là tốt. Có một cây cà chua sô-cô-la tự Út ươm ở nhà, còn ba cây còn lại á là một cây đợt đầu tiên Út trồng, sau đó Út trồng thêm hai cây nữa. Giai đoạn mà mình thấy cây cà chua của mình bắt đầu có trái nhỏ nhỏ và có bông nhiều thì mình nên cắt tỉa những cái lá già ở dưới gốc để giúp cho cây cà chua của mình thông thoáng, không bị nấm, vi khuẩn, và tập trung dinh dưỡng cho ra bông, ra trái nhiều hơn. Khoảng 2-3 tuần thì Út hay quay trở lại cắt tỉa những cái lá già ở dưới để giúp cho cây cà chua của mình nó tập trung dinh dưỡng cho ra bông. Rồi những cái nhánh nào mà xấu, không cần thiết thì mình cũng cắt bỏ luôn. Và Út sẽ tiếp tục cắt tỉa những cái chậu còn lại. Sau khi cắt tỉa xong thì Út cho khoảng 2 muỗng ăn canh Organic Garden Tone vào cho mỗi chậu cà chua để cho cây đủ chất nuôi những cái trái cà chua hiện tại và tiếp tục cho ra bông. Và Út cũng cho thêm một ít đất potting mix vào cho chậu cà chua của mình nè. Đất thì cô chú anh chị và các em không dùng loại đất của Út cũng được. Mình dùng cái loại đất potting mix mà họ trộn sẵn Coprolite ở những chỗ khác cũng được luôn nha. Cà chua rất là thích Epsom salt nên Út cho vào đây khoảng 1 muỗng ăn canh. Ngoài việc giúp cho lá xanh tốt thì Epsom salt còn giúp cho trái cà chua căng mọng, ăn ngọt được đậm đà hơn. Khoảng 1 tháng sau thì mình có thể bón đất, bón phân, bón Epsom salt cho cây cà chua mình một lần nữa. Cũng đừng quên là tưới nước cho cây cà chua của mình sau khi bón đất, bón phân xong. Cà chua thì nó tự thụ phấn chéo cho nhau, cho nên Út đặt mấy cái chậu cà chua ở nơi có gió nhiều nè. Gió nhiều thì tỷ lệ cà chua nó đậu cao hơn. Có chùm cà chua nó chạm đất nè, cho nên Út dùng cái miếng vải trắng cỏ, loại mà mình lót đựng cho cỏ mọc đó, giúp cho trái cà chua của mình nó sạch, không có bị những cái con côn trùng ở dưới đất nó bò lên nó cắn ha. Miếng mà lót cho cỏ đừng có mọc tiếng Anh gọi là wheatberry fabric. Coi nè cô chú anh chị và các em, ba chậu cà chua của Út trồng ở trong chậu nè. Hôm nay trái quá chừng luôn, có mấy trái chín rồi và một số thì trái nhỏ nhỏ, rồi một số thì ra bông. Trời ơi nhìn mê không. Cà chua này là cà chua lùn nha.
trái từ ở dưới gốc lên trên ngọn luôn. Giờ Út sẽ hái thử một trái cà chua Út ăn coi nó có ngon hay không nha. Nhưng mà Út thấy nó chưa có chín dữ lắm. Nó chín như vậy thì cũng chưa có đậm lắm nè. Có một trái nó bị nứt. Hồi nãy Út cắt cái lá đó, xong Út đụng vô cái nó nứt nè. Bây giờ mình hái mình ăn thử coi nó ngọt chưa nha. Hái khéo khéo không thôi nó rụng mấy cái trái sống á. Trời ơi ngon dễ sợ không nè. Tươi ha. Hấp dẫn quá. Mời cô chú anh chị và các em ăn cà chua với Út nha. Wow. Rất là tươi. Ngọt nhưng mà không có ngọt dữ lắm. Tại vì đầu mùa thường không có nắng nhiều thì cà chua nó hơi chua chua vậy đó. Nhưng mà Út nghĩ á, mai mốt mà trời nắng nhiều chắc là ngọt lắm luôn. Cái vỏ nó hơi dày hơn một chút xíu so với lại cà chua vàng mà năm trước Út trồng. Nhìn mê ha. Đâu có cần có đất đâu, cũng không cần làm vàng mà mình cũng có thể trồng được những cái chậu cà chua nhiều trái như vậy. Để Út quay cái tên của cà chua cho cô chú anh chị và các em cần thì tới Home Depot mình tìm mua về trồng nha. Đây là CM Tomato, nhưng mà phải có cái chữ là Head Start mới được nha. Cây nó không có cao nha, mình không cần phải làm vàng cho cây cà chua này luôn nè, rất là tiện lợi. Mình trồng ở dưới đất cũng được, nhưng mà Út thì thích trồng ở trong chậu hơn. Nó sạch rồi mình có thể bưng đi đâu cũng được. Bên đây là Little Bean Cherry Tomato. Út mua hai loại, nhưng mà một chậu có hai cây thì Út tách ra Út trồng được ba cây nè. Trời nắng cho nên dâu tây nó màu chín lắm luôn. Mới hai ngày trước chưa có đỏ mà bữa nay nó đỏ đậm rồi nè. Đẹp không? Trái giống như trái tim vậy đó. Cưng ha. Loại này thì trái dài. Ra vườn, trời nắng nóng mình hái trái dâu mình ăn cho nó đã khác nha. Mời cô chú anh chị và các em ăn dâu dốt. Nước nhiều, sorry, nước nhiều quá trời luôn nè. Nó chín đó cho nên cắn cái nó chảy nước luôn. Ngon quá chừng luôn. Hoa quỳnh bữa nay nở đẹp quá chừng luôn nè. Màu đỏ cam. Khi mà hoa quỳnh nó tàn rồi đó cô chú anh chị và các em, mình hái vô cái mình rửa sạch ha.
mình nấu canh tôm hoặc là canh súp gà ăn tốt lắm nha, giúp hạ đường trong cơ thể của mình đó. Ăn nó nhớt giống như rau mùng tơi vậy đó, nhớt hơn nữa. Nếu có nấu canh mông quỳnh thì mình nhớ là lặt bỏ cái nhị ở bên trong. Giờ Út xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều đã luôn thương yêu và ủng hộ gia đình Út trong suốt thời gian qua. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye!